chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV. Xin chào các bạn nhé. Và mình là A Pháo đây. Các bạn đến với hành trình này cùng mình với Đô các bạn là một chuyến hành trình dự kiến là mình sẽ xuất phát từ Bảo Yên, Lào Cai của mình sang Điện Biên Đông. Hành trình này nếu như mà thuận lợi thì bọn mình sẽ sang Lào vài ba ngày. Đó. Sang Tây Bắc. Và trân trọng thông báo đến quý vị khán giả trên Giàng A Pháo và A Pháo TV. Nay chúng ta có thêm một kênh thành viên mới, đó chính là Ado TV. Nay thì Đô trong vai trò chủ tịch. Lái xe Bắc. Chủ tịch đường lối các bạn ạ. Đây. Lái xe Bắc. Và nay thì cái chuyến hành trình thì bọn mình bắt đầu khởi nguồn từ Bảo Yên, trong lúc thời gian mình đi là cũng gần ban trưa các bạn. Bọn mình đi di chuyển đến Văn Bàn, huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai các bạn. Bọn mình sẽ dừng đấy ăn cơm. Nay thì mình sẽ dừng lại với cánh xe tải và mình quay cam trước một chút các bạn nhé. Đô thì đang lái xe, trong các bạn sẽ tâm sự nói chuyện với các bạn sau. Thường thì trước khi chưa có cung đường cao tốc các bạn ạ, thì cánh lái xe ví dụ như xe tải như này thì người ta sẽ chọn những cái quán ăn phù hợp ngay và ngon để ăn, ăn nhanh xong người ta đi. Trước nữa thì chưa có cái luật về rượu các bạn, thì các bác tài này người ta uống rượu vẫn rất là tốt, uống rất là nhiều đây các bạn. Xong là người ta nghỉ ngơi, xong rồi mới lái xe tiếp. Thường thì những xe to này người ta có hai lái các bạn, lái khoảng độ 3 đến 6 tiếng chẳng hạn, người ta thay nhau. Nay thì chúng ta cũng sẽ đi cùng con xe như này để xem dừng lại người ta ăn cơm ở đâu, mình cũng sẽ dừng lại ở đấy ăn. Thường các bác tài xe tải dừng ở đâu ăn thì cơm đấy rất là ngon, ý mình là như thế. Cô đồng ý như thế không? Rồi, cơm xe tải mà. Trước kia thì cái quốc lộ chưa có đường cao tốc ấy. Quốc lộ 279 thì dọc từ một đoạn của Lào Cai thôi mà có hàng trăm cái quán ăn cơm xe tải. Và cái quán nào thì theo cái cảm nhận của mình ấy, thì quán nào đông khách thì thực phẩm sẽ tươi đúng không? Đông xe nhất thì quán ấy sẽ ngon. Đúng rồi. Và thực phẩm tươi. Đúng rồi, dịch vụ sẽ tốt. Đó. Đây cái cách chọn quán của mấy anh em mình trong cái thời gian mà mấy này đi. Đúng rồi, kể cả đi ăn sáng cũng thế mà. Cứ thi thấy chỗ nào mà đông đông xe thì kiểu gì quán đấy cũng ngon. Ok các bạn nhé, đến nơi thì bọn mình sẽ dừng lại và vào quán để ăn. Đi sau con xe này mịt mù các bạn, bụi quá. Cái này vừa đến đó, trung tâm thị trấn Văn Bàn các bạn ạ. Huyện Văn Bàn và thị trấn là... Em không biết. Thì mình xem thì đến thị trấn thì nào? Thị trấn Khánh Yên à? Đúng rồi, thị trấn Khánh Yên các bạn ạ. Thị viên hay Khánh Yên? Khánh Yên. Thị trấn Khánh Yên, Văn Bàn. Đẹp phết đấy. Thị trấn phố núi chỉ này thôi các bạn. Có hồ nước điều hòa nhiệt độ này, đẹp rồi. Đường mê ly. So với cảnh tấp nập ở những thành phố lớn ví dụ như Hà Nội đi các bạn, ở đây thì không khí dễ sống hơn, không có cảnh kẹt xe, không có bụi, không có xô bồ các bạn ạ. Tuy nhiên thì bù lại yên tĩnh, thoải mái, thoáng mát như vậy thì một cái nữa là dân ở đây còn khó khăn. Ở dưới các bạn là xô bồ một chút, nhưng tuy nhiên là cuộc sống về vật chất, những cái chăm sóc, những cái dịch vụ rất tốt. Ở trên này thì dịch vụ mọi thứ còn hạn chế các bạn ạ. Rồi các bạn, một cái địa danh mà mình dừng tiếp theo chân các bác xe tải. Mà nay thì điểm dừng này chính là Than Uyên, một cái mảnh đất mà khá là thân quen của mình với Đô. Hôm nay thì đến muộn các bạn, đến đây hai anh em, mấy anh em di chuyển đến đây thì là 14 giờ chiều rồi. Nên là quán không còn gì nữa, đang nhờ chị ấy xem có gì không. Có gì ăn đấy thôi, ăn rồi di chuyển tiếp. Cái quãng đường này thì khá là dài đấy, lần này đi dài nhất đấy nhỉ anh nhỉ. Còn mình xem trên Google Map là 8 tiếng 30 phút. Nhưng mà đi từ đây đến cái địa danh mà Điện Biên Đông mà mình đi. Nhưng yếu mà... là cái chuyến này đi là bọn mình đi theo đường, nó cũng chưa biết là chuyển tải lên kênh trên kênh Giàng A Pháo các bạn và Ado TV nữa, xem là có những video khám phá nào hay không. Đó, nội dung là như vậy. Các bạn có cổ vũ Ado TV đi tán gái không? Thôi, đi khám phá được rồi.
Yeah. Nếu mà xem trên Google Maps thì khoảng tầm hơn 300 km rồi, nhưng mà theo cái đường như kiểu là dưới xuôi các bạn thì đi mất tầm 3-4 tiếng. Nhưng hôm nay mà... theo tâm sự của đôi là không biết là cái Lào như nào. Đang nhắc đến đường xá lại nhắc đến hôm nay được truyền tải đến cô gái Lào các bạn. Cô gái Lào là người ở Lào nha các bạn nhé. Cô gái Lào là... có cái bài hát gì nhỉ? Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp. Rồi, cô gái Sầm Nưa xinh đẹp là ở một địa danh Sầm Nưa của Lào. Đó, rồi vậy. Ok, các bạn chờ một chút để bọn mình đi rửa mặt đã, xong là sẽ ăn cơm, ăn uống rồi gì. Xem là ăn cơm. Bữa cơm ngon rồi. Tại sao mà mầm đá trước kia ngon thế? Chờ lâu đói quá thì cái gì cũng thấy ngon này. Mưa. Trời đang mưa. Ôi. Chủ quán rất là dễ thương. Sang ra bên kia đường lấy nước. Không. Sợ à? Uống rượu không? Không, điên à. Vậy là tôi uống. Tôi uống đâu đây? Mang can rượu theo trong xe. Phải mang theo mà. Sẽ đi xa người ta không bán rượu. Xin chào các bạn nhé. Mình đang di chuyển đến cái đoạn mà đây là lòng hồ thủy điện Bản Chát các bạn, ở tại Than Uyên, Lai Châu. Và đến đoạn này thì mình thấy cảnh đẹp quá thì mình cũng xuống ghi hình luôn các bạn. Thực sự là quá là hùng vĩ cảnh thiên nhiên Tây Bắc. Đây các bạn. Mình sẽ để góc rộng rộng một chút các bạn nhá. Các bạn sẽ được thỏa mãn. Vừa rồi thì cái đoạn đằng dưới kia nữa cơ. Cũng khá là đẹp nhưng mà không nghĩ tới là sẽ ghi hình để cho các bạn cùng xem. Đến đoạn này thì thực sự là nó đẹp các bạn. Thiên nhiên hùng vĩ. Lòng hồ thủy điện Bản Chát các bạn. Xa xa là những ngôi làng ruộng bậc thang của đồng bào người trên dân tộc trên Tây Bắc mình. Đó, đẹp lắm các bạn. Wow. Trời xanh mây trắng. Nắng vàng. Và lòng hồ xanh mướt luôn các bạn. Thực sự là hùng vĩ luôn. Đó. Cái video này thì mình sẽ ghi hình cái chuyến hành trình mình cùng anh Pháo đi đi từ chỗ mình ở sang nước bạn Lào các bạn nhé. Và đến đây thì đây, hôm nay thì mỗi mình hai anh em thì đang nghỉ các bạn. Quãng đường thì khá là xa nên là thay nhau đi ấy, nên là hai anh em đang nghỉ ngơi. Mình thấy đoạn này đẹp quá thì mình xuống ghi hình luôn. Đẹp thực sự luôn các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn cùng mình di chuyển tiếp các bạn nhé. Đi tiếp. Cái cung đường ở trên Tây Bắc mình thực sự là hãi hùng ấy các bạn. Toàn là đèo thôi. Bây giờ thì mình đến địa phận Sơn La rồi. Đi từ Lào Cai nhá, đến Lai Châu. Và bây giờ là địa phận Sơn La. Các bạn cùng tiếp tục đi cùng mình các bạn. Mấy anh em thì say xe. Mình say xe được các bạn. Bình thường ngồi say xe nhưng mà đi cái cung đường này thực sự là say xe, chóng hết cả mặt luôn đấy. Bây giờ thì các bạn tiếp tục cùng hành trình cùng mấy anh em mình nhé. Các bạn xem một chút đi đường cùng mình. Ok.
Cái quãng đường thì khá là xa các bạn. Mình đến đây là một cái cầu gọi là cầu Pá Uôn, một cái địa danh khá là nổi tiếng các bạn. Một cái cây cầu ở Quỳnh Nhai, Sơn La. Đây là cây cầu mà có nhịp cầu cao nhất ở Tây Bắc thời điểm trước các bạn nhé. Đến bây giờ các bạn, cao nhịp cầu cao nhất bắc qua cái hồ này. Và khá là đẹp. Ở đây thì mình đoán đây là một cái bến thuyền, bến tàu gì đó. Đó, mình thấy một cái con thuyền nó đi qua đây, nó chắc chắn nó sẽ cập bến đây rồi. Nếu mà theo dự đoán của mình. Còn không thì là mình sai. Khả năng mình đã sai rồi. Vì mình thấy là kia trên mũi thuyền có cái cỏ các bạn. Hình như là họ mọi người lấy cỏ cho cá ăn đằng này. Đó. Cá đằng này cho cá. Chính xác các bạn. Rồi. Đến đây thì mình đi cái hình theo cái quãng đường mình đi chơi thôi các bạn nhé. Mình thử sang cái cầu xem nào. Xe nó ồn một chút. Thực sự đẹp. Đẹp thực sự. Ở đây thì nó cũng như một cái lòng hồ. Đây là một cái lòng hồ thủy điện các bạn, giống như lòng hồ thủy điện ở Thác Bà, giống như chỗ nhà vợ mình ấy. Thì cũng có những cái những con thuyền du lịch này, mọi người đi du lịch lòng hồ này, những nơi ăn uống ngủ nghỉ đi chơi ấy các bạn. Khá là đẹp. Du lịch lòng hồ. Ô, mặt trăng. Mặt trăng lên rồi các bạn. Và mặt trời thì cũng lặn sau chúng ta. Đó. Ghi hình một chút thôi, cảnh đẹp. Theo đường mình đi đó các bạn nhé. Rồi. Wow. Bây giờ thì đi lên trên này. Mình thấy A Pháo đang ghi hình gì ở trên này. Đây là mình cũng không ghi hình chỗ A Pháo ghi hình nữa. Mình là loanh quanh thôi. Đi ra đây xem nào. Mình sẽ mò ra đây xem mà có gì không. Để góc rộng rộng đi nhá. Cho nó toàn cảnh. Cái đầu cầu Pá Uôn các bạn. Mọi người không bán cái gì đấy. Quả táo các bạn. Người con tươi cái này có 200 khô đâu. Đáng hỏi người con tươi gì đó. Anh hai người nó khó. Cá sấy quá. Mọi người bán cá sấy. Đây này. Cách xe chưa? Xuống đây làm việc nhanh. Cái hồ này cho cháu hỏi là cái hồ này gọi là hồ gì đấy ạ? À, thủy điện Sông Đà ở đây đấy ạ. Cái này là cầu Báo Ân kia. À kia nhìn đi. Đấy. Dạ vâng. Thủy điện Sơn La. À thủy điện Sơn La. Cầu Báo Ân. Thủy điện Sơn Đà. Sơn La. Sơn La thì cách xa lắm, cái này là cứ nói chung là Sông La. Cầu này là cao nhất này. Cầu này là có nhịp cầu cao nhất đúng không ạ? Dạ vâng. Đánh về cầu Báo Ân nên là biết. Dạ vâng. Đánh vào cầu Báo Ân Sơn La thế này là họ biết. Thế là thủy điện Sơn La hay là thủy điện Sông Đà? Cái này là Sông Đà thôi cháu ạ, không phải thủy điện Sơn La, thì ở từng tiếp dưới kia cũng đó, cũng là cái dòng sông này xuống nhưng mà nó ở dưới. À vâng. Ở từng tỉnh Hòa Bình. Dưới tỉnh Cát Hàng đấy thì mới có. Vâng. Coi như là cùng tỉnh nhưng mà cái này là nó huyện. Đây là huyện Quỳnh Nhai. Huyện Quỳnh Nhai. Vâng. Cháu cảm ơn ạ. Bắt cá gì anh? Đây là cá gì đấy chị? Ui con chày, cái gọi là con chày mắt đỏ đấy chị. Đây. Cá chày các bạn. To thế. Bình thường em chỉ thấy nó to tầm mà bằng cổ tay em là to rồi. Đấy to thế cả. Cá gì đấy ạ? Đây là cá tép dầu rồi. Em con cá này đấy ạ. Cá mương. Cái này mình bắt được hay là như nào ạ?
À mình thả cái gì nhỉ? Vó. Cái vó này, thắp đèn bào đấy. Dạ vâng. Cho nó sáng đây. Vâng. Một ngày thì được mấy cân ạ? 20 cân, 30 cân. Ui, 20-30 cân cá tươi cả. Ui. Cá tép dầu các bạn. Đây là cá mương đúng không ạ? Ở đây thì bán rất là nhiều cá các bạn, thì gần lòng hồ mà. Mương, tép dầu, cá ngạo. Cái quãng đường mà mấy anh em, ba anh em di chuyển từ Lào Cai sang đến Điện Biên các bạn khá là xa. Mấy anh em đi mất 9 tiếng đồng hồ ngồi trên xe các bạn. Cung đường đèo các thứ nữa. Mình sẽ tiếp tục ghi hình tiếp những cái chặng đường mình từ Lào Cai, từ Bảo Yên sang đến đất nước bạn Lào các bạn nhé. Và cái video này mình ghi khá là ngắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh mới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn ạ.